Rồi lần nữa đầu tiên cao nguyên xin gửi lời chào đến tất cả mọi người. Thì hôm nay mình tiếp tục giao lưu với tất cả mọi người một cây mai cúc hai tầng ha. Đây, đây là cây mai cúc hai tầng. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình đi quay cái mặt bông để cho mọi người xem và tiếp tục quay chi tiết cái cây mai này ha. Rồi mọi người thì đây là mình có một cái giống mai cúc hai tầng đang nở bông. Thì cây này mình không có giao lưu mà mình đang giao lưu cây nãy mình đang nói à nọ. Nó cũng hai tầng này thì nó rất là đẹp nè mọi người thấy không nó có hai cái tầng cánh này có tầng phía trong nữa nè tầng phía trong thì nó sẽ tiến hành nó nở thành một cái cái lớp nữa ha đó cái này bông này cũng chưa có bự ha nó cũng khoảng tầm khoảng hai ngón tay thôi đó đặc biệt cánh rất, rất nhiều mình quay để cho các bạn biết mặt bông để nữa có thể là giao lưu biết uh, tết chơi ha thì đặc biệt của cái giống này thì cái lá nó dày dày đó rồi nụ nở cũng khá nhiều rồi các bạn trả lời vấn đề chính hôm nay mình xin giao lưu với các bạn một cây mai dán bay à, cúc hai tầng để à, giao lưu với tất cả mọi người ha. À, Phơm kính nó chơi này mọi người thì cây này chơi tết rất là ok ha. À, thì à, đặc điểm của cái cây mai này thì nó hoành à, tầm cũng khoảng 30 mươi ba mươi mấy ba mốt. À, để đế thì nôm chậu này thì bây giờ nó đã bích tết chơi này mọi người thì nó đang là à, bích chậu ha rễ à, đồ ra bích chậu hút nước rất 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 dữ dào giỏi nha mình uh, tới nước rất là vất vả uhm. mình uh, sẽ lấy cái chậu này nói chung uh, ship thì uh, chắc có thể nếu mà anh em nào thích thì uh, mình uh, sẽ đặt cái chậu này ra để quắn bầu cho mấy anh em chứ cái chậu này nói chung là hồi đó mình nuôi thôi xi măng nó làm quá dày tại cái chậu này đó mình mua mình đặt của người ta làm quá dày hay mọi người mấy chậu này mốt mình sẽ không ưu tiên trồng uh, nữa dày quá cho nên tiền ship rất là nặng, cây rất là to nè, thấy không? Tại vì cái này về các bạn cứ thấy kỳ lại rất là ok. gãy thì bắt đầu nó đe đều nha. Nổi đều. Đây nè, ở trong phía trong nó đặt ha. Đó à, thì cây mai là cây mai dán bay, dán bay là nó hơi nằm nè, à. Thì à, chi tiết đồ tay cành đồ thì nó ok cho là mọi người ơi. Uhm. Thấy không? Cây này sẽ lật lá thì rất là đẹp, mai cúc hai tầng. Là... Sưu tầm cho có đây ha. Ừ. Uhm đây là cái điểm ngọn của cây là ờ, mình sẽ tiến hành mình quay để cho mọi người xem ừ. đặc điểm là cái bộ đế này nó khá là dài cây này cũng mười mấy năm này ừ. tai cành đồ nó ok hết trơn ha liền lạc hết trơn mọi người đây đây là cái giấy dáng bay nè từ cái thân nó đi ra chắc cũng khoảng tầm 80 mươi đến 90 cm nó cái điểm ngọn của nó là mình này tiến hành mình này quay cái uh, chi tiết cho mọi người xem ha để sát tường nên không có vô trong kia được quay đó, đặc điểm um, cái bộ đế của cây nè khá là đẹp ha gieo phong nó đóng gieo thôi mọi người chứ chả có vấn đề gì hết ha Ồ, phải không về kỳ cọ thôi tại mình không có thời gian mình kỳ thôi còn kỹ chút nữa thì người ta kỳ ra à, rồi đó là một số cái uh, à, mà mình gửi đến thì cái này mình bả bấm đồ ở trên thì nó gã ra xuyên cá đồ điệu trơn hai mọi người rất 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 dày vậy ha cái này lật lá lên thì chơi rất rất đẹp nó rồi anh em nào thích thì có thể liên hệ ha thì cái chiều cao cây này cũng khoảng tầm mà nếu mà chiều cao tính từ cái cái phần mà cái phần ngọn đó mọi người lên tới cái phần đọt trên đây thì tại vì nó đi xéo mà nếu mà đo từ cái mặt đất cái 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 mặt trậu mà nghiêng qua thì nó tầm lên tới đây tầm cũng khoảng hai chục bốn chục tầm khoảng 80 Đó, cái mày dán bay ha. Rồi, à, hy vọng nhận được sự ủng hộ từ tất cả mọi người ha. Lần nữa, con xin gửi lời chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người.